chào. Đi qua cầu em ơi. Đi theo chơi con ơi. Ngồi hái cải của người ta luôn. Cải chiên ngon lắm thầy. Ủa gắn. Ủa gắn. Ôi ôi. Mới nó thấy sát thủ xuống tới hết hồn nó chạy. Mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ba giới thiệu ở khu này ba con. Khu này á là đường trong đó là bên là bưng cà bót nó đi qua bên là bưng búi. Bên này thì lộ lịch thượng ở chùa Sầm Ơn. Đây là chỗ đó là chùa Sầm Ơn cả nhà. Đó chùa Sầm Ơn chạy xuống chút nữa tới lịch thượng. Hiện tại là gia đình mình nè với em Hiện ở đây là ở thuộc về cái đồng bưng búi. Đồng bưng búi xuống cái chỗ em bằng với Thánh Liệu cắt lúa nè. Đi hồi xóm lặng nhưng mà bị mắc mưa rồi lên tới đồng thì cũng 11 giờ mấy rồi. Nay cô với em Sóc, em Sang với em Nam thì không có đi theo. Cái hành trình chuyến này đi thì quá xa nên gia đình mình quyết định cho mấy anh em ở nhà để gia đình mình đi trước xem tình hình rồi. Nếu mà im thì ngày mai mới xuống. Mình xuống tới đồng này mình thấy khu vực của đồng này người ta chưa có cắt cả nhà ơi, còn nguyên nhiều lắm. Có cắt mà cắt chút đỉnh mà. Cái đồng này còn nhiều dữ lắm hả bà. Hai cha con mình bắt ếch bên đồng khô mé bên đó đó, bên dài bên đó đó đó. Này nãy mình vô đường kia đỡ lộ bộ rồi. Thì bởi vì vô đường bưng búi này êm rồi. Đây là có bắt ếch. Mẹ em đi đường này nè. Ếch kêu dữ lắm mà điều nó ở trên ruộng không có hang nhiều, cua đồng cũng nhiều lắm. Bữa ba bắt 7 con á. Kiếm Khánh Liệu à. Ê, cái vỏ của tôi sao có trên cái chiếc xe này nữa đây. Cách xa mấy chục cây số. Trốn không nói. Khánh Liệu phải nói gần rồi tôi đi đường này Khánh Liệu. Đi đường bụi búi này tôi gửi xe đầu dính này tôi đi qua hai chứng này. Quá đông. Đây mà lỗi gì đó. Ủa, quay phim đi đâu vô đây? Chào cả nhà. Trời ơi, quay mấy người ngồi đây nè. Rồi, quay luôn. Chết rồi, quay vụ đi ra ngủ quay phim đứng ngán không? Cho chiều mai lên TV luôn. Quỳnh. Mấy anh em xuống đây hết trơn. Ở đây là ở đâu rồi cô? Cô giới thiệu khu vực này là cái bằng cái gì cô giới thiệu giùm con ha? Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú. Ấp Đại Nôn. Quyện Trần Đề. Dạ. Tỉnh Sóc Trăng. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều. Quay vậy là lên làm gì vậy? Này. Thánh Liệu. Mua bánh mì rồi để chổng kìa, có ai ra lấy được không? Quên mất đi. Nãy giờ ông bạn chạy lên lọ đó. Kêu nó chạy bọc lại xe lấy đi. Nó có số đâu. Không có số điện thoại, điện mạng đó được hả? Điện số á, điện số em. Điện thoại nó để nhà. Gì hả? Ở đây cắt cỡ nhiêu ngày mới rồi Thánh Liệu? Thánh Liệu. Bên đồng đó, này. Đồng đó cắt cỡ nhiêu ngày mới rồi? Rồi hôm ngủ đâu? Thằng nào tối tôi ở đây với Thánh Liệu luôn. Xa quá. Đâu có về hả? Rồi quyết định vậy nha. Rồi sao nó lòi cái đó ra rồi? Dạ bánh một đó còn muốn. Nó bị mòn nó ra lạ gạo không nói gì. Quanh ra gạo. Ờ. Ở đây vậy không được lên thành phố đi. Kêu xe cả cháu tôi đi luôn. Đồng này ngút ngàn luôn. Cái đồng này quá trời lớn luôn. Cắt con ếch máy nhiều. Cái dây ở cái bển hôm đó tao đi bắt ếch không có hang nữa xin. Em bằng đi mua đồ mới về cả nhà. Mấy anh em giấc tối rồi ở dưới này. Lòng đầy nó hơi sợ.
Chào cả nhà. Này đợi máy mình sửa xong mình mới đợi chút đi. Nghỉ mệt lấy tinh thần rồi đi. Hả? Hy vọng là bữa nay mình xuống đồng mới trúng mánh cả nhà. Hả em Hiện? Bữa nay chừng 5kg về được cả nhà ơi. Từ cái chỗ mình gửi xe lội ra đây khoảng cây số ha. Có 2 cây cây xe của Thánh Liệu với em Bằng đó thì đang sửa, giờ mình bắt đỡ xe bên này rồi lên. Thấy tình hình cũng im lắm, nhưng mà có một cái là cái mẫu đất thì xe nó chạy quá trời xa. Vô đi tới luôn Hiện à, còn nữa đó. Trời ơi, bé quá, bé ơi. Được em đầu tiên dưới đồng, cảm ơn. Hiện ghi bàn trước à. Cắt cái mẫu quá xa cả nhà ơi. Xa dữ lắm luôn. Mình là vô hương chạy đi. Xe em Bằng với Thánh Liệu mới chạy có một chút là hư nữa cả nhà ơi. Giờ chắc cha con mình dời điểm chỗ khác. Chứ ở đây đợi tới chiều luôn. Sửa từ sớm tới giờ không được. Nó hư cái đồ cuốn ra gạo gì đó, mình cũng không rành. Đi, giờ mình kéo nhau lại đằng kia. Dặn Thánh Liệu rồi. Thánh Liệu ơi, Thánh Liệu, đi lại đằng kia à. Nha. Ừ. Anh đi đằng kia Bằng ơi. Bằng nằm ngay chỗ này nè. Ngay đó luôn á, bự á. Ngay tay ba, ngay tay bên này nè. Ngay đó đó, ngay đó đó. Kìa đẳng kìa. Tuốt đằng kia em, bọc đằng kia. Mình qua cái điểm mới cái nhà ơi. Mà sáng giờ đó các bạn đó, rồi dính rồi đó, đó ngay đó đó. Tôi thấy nó nhào ra kìa, xuống tới nữa kìa, ba giỡn kìa. Rồi thành quả thứ hai của đồng mới. Hiện lên trên nè, sáng giờ lại thì cái máy nó hư 2 lần rồi, lại nãy giờ cũng lâu dữ lắm luôn. Cha con mình mới quyết định đi chỗ khác. Tiếp nhỏ nè ba ơi. Tiếp nhỏ nè, đây nè. Qua đằng kia rồi anh trai ơi.
này đó, nó còn ở đây đó. Mất luôn rồi. Mới lại tới cái chỗ mới, bắt được con chuột, bây giờ người ta chạy về chỗ khác nữa cả nhà ơi. Giờ chuẩn bị coi người ta đi đâu mình đi theo nữa. Em hiện làm vuột con chuột mà kiếm nãy giờ banh chứ không thấy. Giờ thì đi lại cái xe, lấy xe mình đi chỗ nào người ta cắt mình ghé bắt nữa cả nhà ơi. Đây có cái lỗ đan đã ha. Ủa phải đường này không vậy? Hình như đường cụng rồi. Vậy hả? Cụng rồi. Lộn rồi. Ở đây cụng rồi hả he? Hồi nãy mới he lại đường đó rồi không? Đúng rồi. Đó, đi bột ra đường đó. Lỗi bờ, lỗi tắt qua luôn hả? Ừ. Rồi cảm ơn luôn nha ơi. Chỗ đường chùa đó. Dạ. Đó đường chùa đó đó. Ủa, chùa nằm dưới hả? Đường này đi chùa cũng được. Nè, ôi, đẹp quá. Sáng hôm nay có hôm nay chưa có quá nó ngon đồ ngon đắng. Sáng hôm nay con đi rồi. Ôi nhà mới đẹp quá. Kênh gì anh? Kênh Văn Sinh Đoàn. Nhớ bầu kêu rồi. Mình về lộ giữa đường xuống Trần Đề cả nhà ơi, đường Lịch Hữu Thượng Tài Văn mới ra. Em thiện bắt dính con rắn bự này, còn có miếng cù mà ôi ơi bé kìa, để luôn con. Bắt lưu động, không định hướng chỗ nào hết. Nó ra đầu trên rồi ba. Khi ba, khi ba. Điện dính gắn mặt trước. Tránh tránh hiện. Ô quá trời bự. Rồi mắc lại. Gắn bự lắm. Tay tới tôi. Nè ba. Nè. Rồi. Họ gắn đổ lòm hiện. Ừ. Nè ba. Gắn cái sao đỏ dữ ta. Ừ, gắn nước. Gắn nước. Rồi. Qua bên kia luôn. Gắn là thay màu rồi. Vợ mình nó chảnh phá mấy xe. Vừa tới luôn. Bắt ké anh em chút. Bữa nay bắt lưu động. Ở đây hiện anh cầm cho. Đó, anh cầm. Rồi. Kìa ba dính nữa kìa. Bự nữa kìa. Ké ké hiện. Ôi gắn nó vàng. Đó.
gắn này gì quá trời gắn rồi. Ôi ba cầm gắn này ba hết biết gắn này nó vàng rồi cả nhà ơi. Ba nhỏ cái rồi bự nữa kìa. Đưa đây hẹn đưa đây bà đưa đây con cầm hết lên cho bà đưa đây rồi con này luôn. Ở đâu? Được rồi đưa em cầm cho. Ở đâu? Rồi buông đi bóp không được rồi kệ đi ba ơi còn chút nữa à cho vợ con ở chảnh đi nè cả nhà ơi. Khủng khiếp rồi nè bốn con. Cái này còn cù nữa gom với lắm mình sống này cái mình chạy dài lên trên nữa ba. Mỗi phát đi chạy ra lo lượm nè quá nó ra làm sao đông này nó ra lén nữa đó. Con hết chụp rồi đó. Ra bên kia rồi quá lẹ luôn quá trời bự luôn còn nữa nó nghe nó nín lại á đang đi lỡ rồi luôn không bỏ cho. Ủa cắt cái đây rồi còn đi đâu nữa anh? Chạy qua anh kia hả? Rồi vậy là đi theo luôn. Hả? Dạ có xe anh á. Xe anh túi nè. Xe. Được anh nè, bỏ vô đi rồi mình lên nè mình đi. Không phá được. Bốn con. Còn gì sao bỏ ra được? Đâu được, phải thọt tay vô. Rồi. Bắt cái quá trời luôn. Chỗ này đang có miếng cù nữa nè cả nhà. Nữa. Mình chạy xô. Xích lên trên này nè ba ơi. Ba xích đây nè. Xuống luôn quá trời gắn luôn nè hiền bó cái này vô mình lấy chìa khóa em ơi. Cái này đi quá trời nhiều điểm rồi cả nhà chơi luôn. Anh chị đó chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào bà cô chú.
Chở vô rồi đó, gắn mấy bò qua anh đó đó ba ơi. Gắn đây nè. Để bắt được. Dính chưa? Được. Dính rồi cả nhà. Này. Còn á nó còn né lại nha hiện. Đây gắn xong. Không chắc đầu lên đó nó
cái đường ờ chỗ nãy nó giật quá trời ở đồng này trắng ghê hồn trời, mấy miếng cù này hả bà. Đâu lại khoe với cô chú rồi, bữa nay con được nhiêu đâu. Ôi ôi, đứng đó đi, đứng đó đi. Rồi con tên gì? Quang. Tên Trinh. Con tên Trinh. Rồi bên đó. Rồi con. Tên Thường. Đó là cái nhà nha. Rồi về chưa hay là bắt nữa? Còn. Qua đó đó phải không? Dạ. Giỏi quá, mấy đứa giỏi quá. Ba đứa lại đứng gần cho chú xin tấm hình làm kỷ niệm ơi. Lại đây nè. Lại đây nè con. Lẹ bắt cả. Rồi hai thằng đi cười. Quá đẹp trai. Rồi thằng cao thì ăn bên. Rồi lại chụp hình với ông bác một bôi nè. Lại chụp hình với ông bác một bôi đi. Nè lại đây nè con. Con lại đây luôn nè. Ngày mai. Chiều mai. Lại đây. Hiển ơi. Lại đây. Dân sinh đoạn nè. Em vô em đứng khỏi 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 quẩy cái ba lô, khỏi quẩy ba lô. Rồi dở gắn lên cho chú xin môi hình nha. Cười cười con. Rồi cảm ơn mấy đứa nhiều. Rồi giờ mình qua anh kia. Bự không Hiển? Đâu? Ôi nhỏ quá cưng, thả à. Thả nó đi. Nhỏ quá mới thả nó. Miếng này gì mà không có cá trời. Nghỉ rồi hả? Gia đình mình chạy dài lên trên cả nhà ơi. Coi coi còn chỗ nào không ghé bắt. Bữa nay đi bắt chuột chạy xô. Ở chỗ đó người ta nghỉ rồi. Cái này ngày mai chắc ngủ mấy anh em xuống với cô đồ xuống. Tại dưới này gắn nhiều quá trời luôn. Tao chạy sao đi sáng giờ mệt chết luôn, bắt được gì hết trơn. Ở cái đồng này còn nhiều lắm cả nhà, đồng Phúc Chứ còn y nguyên à. Mình hiện tại là đang chạy về cái hướng cầu Văn Công, cầu Văn Công của Bưng Cà Bót á. Mình đang chạy về mà còn ở khúc dưới này còn xa lắm mới tới chợt. Cả ký gắn á trời. Hết biết ngon. Bắt được con gắn đỏ. Hiện bắt được con gắn đỏ. Hơn ký nữa. Con màu vàng, con màu đỏ. Bữa nay có một con chuột một còn nhiêu gắn không cả nhà. Cứ mình đi. Gia đình mình về tới chỗ cái ao, mình với ba kéo ếch với cái cá phi rồi ở đây. Ao Huyền Thoại. Ao Huyền Thoại. Chỗ trên dốc cầu Băng Trong. Hàng hải dưới đó. Khúc trên đây người ta làm rồi hết rồi. Còn ở đó các không biết ở đâu mà đem lúa lồi ra đó. Bữa nay phải nói là
chạy cái bằng cái gì, chạy xô quá trời, chạy xô mấy đứa nhỏ theo mấy bươi bắt ếch ghé đây nè, cũng tắm được mớ ếch này cả nhà, có mấy đứa nhỏ. Hôm nay thành quả của gia đình mình cũng ít, cũng không có gì chế biến cho ba nữa cả nhà, thì chắc bữa nay không nấu ăn bữa, tại giờ chạy xô từ sáng giờ cũng đuối quá trời. Thì video của gia đình mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà. Cuối video thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài luôn nha. Mình chào tạm biệt.